Anh Kỳ, anh giận em thiệt rồi sao? Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Sao em tìm anh hoài không thấy? Em xin lỗi. Giờ phải làm sao đây? Cô à, dạ. Ủa gì? Cô tìm thằng Kỳ hả? Dạ. Đâu có nó ở nhà đâu mà cô tìm. Dì ơi, dì biết anh Kỳ ở đâu không? Con gọi hoài mà không liên lạc được. Trời ơi, hỏi gì mà kỳ cục quá. Tôi biết, tôi hỏi cô làm gì, tôi nói chuyện cô làm gì. Trời ơi, tôi cũng đang cần gặp nó nè. Thử coi nó còn thuê lại phòng của tôi không. Không thôi tôi lấy phòng lại á. Cái thằng này đi về mà cả tháng không về đóng tiền phòng nữa. À, tôi nhớ rồi, ngày hôm qua nó có về. Nó về nhưng mà nó đâu có vô phòng đâu. Nó cứ lảng vảng ở đây nè. Rồi tôi cũng nhìn nó vậy, rồi tôi xoay qua xoay lại nó đi mất tiêu. Đi nào tôi cũng không hay luôn. Vậy dì biết anh đi đâu không dì? Biết chết liền. Trời ơi, biết thì tôi đứng ở đây nói chuyện với cô làm gì nữa. Tôi đâu có rảnh đâu. Tôi đã nói với cô rồi, tôi cũng trông là gặp mặt nó để tôi nói chuyện rõ ràng với nó để tôi lấy phòng lại. Ở thì ở, còn ở thì thôi trả phòng tôi. Gì đâu mà đi không nói tiếng nào hết, ai biết. Mình nghe nè ông ơi. Lan hả? Lan, Lan biết anh Kỳ đang ở đâu không Lan? Anh Kỳ hả? Mình cũng không rõ nữa. Có chuyện gì không ông? Mình không liên lạc được với anh mấy ngày hôm nay, mình lo lắm. Chắc là anh bận gì đó chưa gọi cho ông được thôi. Ông bình tĩnh đi, không sao đâu nha. Nhưng mà mình lo lắm Lan ơi. Mình đoán chắc là Lan biết ảnh đang ở đâu mà đúng không? Mình mong gặp ảnh lắm. Thì làm sao mình biết được? Lan, Lan đừng giấu mình. Mình biết là Lan biết anh Kỳ đang ở đâu mà. Lan nói cho mình biết đi. Nếu không gặp được ảnh chắc mình chết mất. Anh Hai, anh tỉnh rồi hả? Anh Hai, anh Kỳ đang ở bên Lan mà đúng không? Lan, Lan nói cho mình biết đi. Không, mình anh Hai, anh tỉnh rồi hả? Lan đang ở bệnh viện hả? Anh Hai, mình tới liền á. Ân ơi, Ân, alo. Lan. Anh Hai, anh tỉnh rồi hả? Để em gọi mẹ tới nha. Khoan đã. Ê, đợi đã. Cô nói anh Kỳ đang ở trong bệnh viện hả? Anh bị làm sao vậy? Anh bị làm sao hả? Cô nói đi. Cô nói với tôi đi. Cô buông tôi ra đi. Cô nhìn cô kìa. Cô nói cô thương anh kìa. À, tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Hả? À, tại sao không lo đi kiếm ảnh mà ở đây uống rượu? Cô biết cái gì mà nói chứ? Tôi rất là nhớ anh Kỳ.
Cô có biết là tôi nhớ anh tới mức nào không? Mấy bữa hôm nay tôi tìm anh khắp nơi, nhưng mà tôi gọi điện anh cũng không thể bắt máy tôi. Chắc là anh giận tôi vì cái vụ tôi chụp hình lén ảnh đó. Tôi không biết là cô đang nghĩ gì khi mà làm những việc vừa rồi, nhưng mà tình cảm của tôi và anh Kỳ không gì có thể ngăn cách được. Anh Kỳ cần một người ở bên cạnh ảnh lúc anh đang gặp khó khăn nhất. Còn nếu yếu đuối và còn gây khó khăn cho ảnh thì tốt nhất là nên tránh xa ảnh ra đi. Tôi đi gặp anh Kỳ đây. Khoan, cho tôi đi với. Hồng Ân, đợi tôi với. Hồng Ân, anh là ai vậy? Bỏ tôi ra. Ủa, hình như là con Thư kìa. Trời ơi, cái con này nó sai xỉn tới cái mức độ nó không làm chủ bản thân nó được nữa. Ủa, mà cậu này là ai vậy ta? Hồi nãy em nói chuyện với Ân hả? Dạ, Ân gọi điện thoại cho em, hỏi em đang ở đâu. Khi thấy anh hai tỉnh lại, em lỡ miệng kêu. Ân đoán ra, nhưng mà em không nói anh hai ở đây, không sao đâu. Em không nói thì cô ấy cũng sẽ biết thôi. Làm sao mà Ân biết được? Vì hồi nãy em chỉ kêu anh hai thôi, chứ em đâu có kêu anh Kỳ. Sao Ân đoán ra? Anh hai à, em thấy Ân tội nghiệp lắm, không có liên lạc được với anh. Ân khóc nhiều lắm. Hay là anh gọi cho Ân thử coi sao nha. Ba mẹ chưa nói với Ân cho em biết sao? Dạ chưa. Em có nghe gì đâu, bộ có chuyện gì hả anh hai? Sau này thì em cũng sẽ biết thôi. Mà Lan nè, lát nữa Ân có tới em tìm cách đừng cho cô ấy vào đây nha. Dạ. Cuộc sống này tại sao vậy? Tại sao cái gì mà cũng có hết, còn tao thì không có là sao? Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, tại sao vậy? Hả? Kỳ đây đâu? Lan đừng có giấu mình mà. Lan nói cho mình nghe đi. Anh Kỳ đang ở đây đúng không? Anh Kỳ đang ở đây mà đúng không? Chắc là Ân nghe lầm rồi, chứ anh Kỳ đâu có ở đây đâu. Mình nghe rõ ràng là Lan kêu anh hai mà. À, là anh hai của Lan, chứ không phải là anh Kỳ. Anh hai của Lan đã ở đây. Ê, Ân.
Đừng mà. Mình không biết tại sao anh Kỳ lại bị như vậy, nhưng mà khi nghe Lan nói là anh Hai Lan đã tỉnh lại rồi thì mình nghĩ là chắc chắn anh đang ở đây thôi. Đúng không Lan? Đúng không Lan? Lan! Ân à, ở đây là bệnh viện, Ân đừng có như vậy. Lỡ như các cô y tá nghe được thì không hay đâu. Mẹ Lan la đó. Lan yên tâm đi, mình không làm ồn gì đâu. Ê Ân! Anh Kỳ, đúng là anh đang ở đây rồi. Sao em biết anh ở đây? Em biết anh ở đây vì anh đã từng nói với em, nếu như em muốn gặp anh thì em chỉ cần khóc to lên, lúc đó anh sẽ xuất hiện mà. Sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn rồi, nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi. Dạ. Bây giờ tôi sẽ tới kiểm tra coi cậu ấy ra tỉnh chưa. Cô làm gì làm đi. Dạ chào bác sĩ. Con có làm sao không hả? Đứng lên mẹ coi, con có đau chỗ nào không? Dạ con không sao đâu. Cô cảm ơn con nha. Con có bị sao không? Dạ con không sao. Ê da. Con bị đau chân hả? Để cô coi. Hay là để cô đưa con đi tìm trạm y tế nha. Dạ tao khỏi, để con về nhà sức dầu là được. Mẹ con làm y tá mà. À, cô có dầu, để cô sức cho con. Con tên là gì? Dạ con tên Mạnh Dũng. Vậy thôi cô con đi. Em đã khóc rất là nhiều, rất là nhiều, chỉ để mong anh xuất hiện. Nhưng bây giờ đã thành hiện thực rồi. Em chính là cô bé năm đó. Mẹ. Chính là em đây. Con chào cô. Con tới thăm Kỳ hả? Dạ. Bệnh nhân Kỳ mới vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Có gì con gặp sau đi nha. Dạ. Anh làm gì ở đây vậy hả? Đồ khốn nạn! Anh đã làm gì tôi?
Làm gì vậy? Tự hiểu đi cưng. Đồ khốn nạn, anh đã... Thơm lắm. Không ngờ là hạng người đàn bà như mày cũng còn thơm như vậy. Khốn nạn. Ta sẽ không tha cho mày đâu. Mày nói cái gì? Nói gì nữa lại tao nghe coi. Không tha cho tao à? Cái đó phải là tao nói với mày mới đúng. Mày hiểu chưa? Hả? Buông ra. Mày và con Ân đều là những hạng đàn bà bình thường. Tao xơi được mày rồi, tiếp tục xơi tái con kia. Sau đó tao tống tụi bay đi biệt tích. Hồi xưa tao lợi dụng mày để tách hai đứa nó ra, tao giành con Ân. Bây giờ tao không cần thiết nữa. Mày có biết cái tao cần bây giờ là gì không? Hả? Là quyền lực và tiền. Hai cái đó mày có thể làm nên tất cả. Mày hiểu chưa? Đồ khốn. Mày sẽ không có được ai đâu. Đừng có mơ. Mày là một con điếm. Mày chỉ nghe lời người khác sai khiến mà thôi. Mày hiểu chưa? Đúng vậy, tao là con điếm đó. Nhưng tao có nhân cách hơn mày. Tao chỉ hối hận là tao đã nghe lời mày để hãm hại anh Kỳ. Mày hối hận hả? Muộn rồi. Mày nên nhớ, khi mà mày quyết định làm một cái gì đó thì mày phải tin. Đừng bao giờ hối hận. Hiểu chưa? Còn bây giờ ngoan ngoãn nằm ở đây, đừng có kêu la. Không ai tới cứu mày đâu. Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với! Bỏ người ta! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Bỏ người ta! Ngoan đi. Sao rồi? Chào ông hai. Tìm thấy xác chưa? Dạ, vẫn chưa tìm thấy gì hết. Sao lại không thấy? Cái xác cũng không tìm thấy là sao? Dạ thưa ông hai, em nghĩ là thằng Kỳ chắc đã được ai cứu thoát rồi, chứ không hẳn đã chết đâu à. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Dạ, theo em nếu chết thì chắc chắn phải tìm thấy xác. Tụi em đã tìm rất nhiều lần rồi. Dạ, cũng đã hỏi rất nhiều người, nhưng đều không ai thấy cái xác nào hết. Cho nên em nghĩ có lẽ là thằng Kỳ vẫn còn sống. Cũng có thể là vậy. Cũng có thể là ai đó vứt xác trước khi chúng ta tìm đến. Dạ. Cũng tại thằng Quang,
Nếu lúc đó nó báo về thì ít nhất chúng ta cũng biết chuyện gì xảy ra. Dạ, đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao anh Quang lại bắn Đăng Kỳ như vậy. Cậu không cần biết chuyện này. Chuyện này là chuyện riêng của hai đứa. Dạ. Cậu và các anh em còn lại đi tất cả các bệnh viện xem tình hình, có chuyện gì báo cho ta. Dạ. Con thấy trong người làm sao rồi? Dạ, đã hơn nhiều rồi mẹ. Vết thương của con tuy là không trúng chỗ hiểm nhưng mà cũng không có nhẹ đâu nha. Đã vậy còn bị té xuống nước nữa. Vết thương khi bị da đập cũng không hề nhẹ chút nào. Dạ, con biết rồi mẹ. Mà sao Hồng Ân nó biết để tới đây vậy? Nếu mẹ nhớ không lầm thì ba con đã yêu cầu giấu kín tất cả rồi mà. Dạ, con cũng không biết nữa mẹ. Con còn giấu mẹ nữa hả? Nếu mà con không nói á thì chỉ có con Lan nó nói thôi, đúng không? Thôi được rồi, mẹ sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà mẹ nhắc lại một lần nữa cho con nhớ là con phải chấm dứt ngay và không được liên lạc với Hồng Ân nữa. Dạ. Dũng à, mẹ hiểu cảm giác bây giờ của con. Mẹ xin lỗi, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, mình đành phải chấp nhận thôi con à. Dạ. Mẹ ra ngoài nghe điện thoại một chút. Dạ. Em à, mấy hôm nay em có gặp thằng Kỳ không? Dạ không. Có chuyện gì không anh? Không, tại anh không thấy thằng Kỳ cho nên anh hỏi thăm em coi em có thấy thằng Kỳ hiện nay nó đang ở đâu không? Dạ, mấy ngày nay em cũng không gặp nó. Nếu mà anh có gặp nó thì anh dặn nó nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cả anh cũng vậy nữa đó. Anh biết rồi, em cũng vậy nha. À, có gặp nó nhắn anh biết liền nha. Thôi em làm việc đi, anh không làm phiền em được. Dạ. Mẹ vừa nói chuyện với ai vậy mẹ? Mẹ chỉ nói chuyện công việc thôi. Mẹ nói chuyện công việc mà con thấy mẹ không tự nhiên chút xíu nào hết đó. Có phải là mẹ vừa mới nói chuyện với ông ta đúng không? Phải. Dũng à, mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi tại mẹ. Nếu không con đã không phải đau khổ như bây giờ. Mẹ à, mẹ đừng có như vậy. Không phải là lỗi của mẹ đâu. Mẹ đừng có khóc nữa mẹ à. Dù mẹ có làm gì cũng không thể nào chuộc lại hết những lỗi lầm mà mẹ đã gây ra. Mẹ thật là quá tệ mà. Không, mẹ con không phải như vậy đâu. Mẹ luôn là người mẹ tốt của tụi con mà. Cảm ơn con đã an ủi mẹ. Mẹ thật là có phước khi có được hai đứa con hiếu thảo như anh em con. Mẹ à, dù tụi con có thế nào đi nữa thì tụi con vẫn yêu thương và trân trọng mẹ mà. Mẹ à, bây giờ chỉ có con với mẹ thôi.
Mẹ kể cho con nghe về ông ta đi. Nghe mẹ. Thôi, Ân đừng khóc nữa. Ân đã gặp anh Kỳ rồi mà. Nín đi. Thấy được ảnh là mình rất vui rồi, nhưng mình cũng rất đau khi thấy anh bị thương như vậy. Mình thật không hiểu nổi. Mình cũng như vậy đó. Mình mà biết ai làm anh hai mình như vậy, mình cũng không tha cho hắn đâu. Tới giờ mình vẫn không hiểu. Hết ba mình tới anh Kỳ gặp chuyện. Tại sao lại như vậy chứ? Mình cũng không rõ nữa. Vụ của ba Ân hình như là hiểu lầm. Còn vụ của anh hai mình thì chắc cũng là hiểu lầm. Hiểu lầm hả? Một lần thì còn gọi là hiểu lầm được. Đằng này hết lần này tới lần khác. Hết ba mình tên Kỳ gặp chuyện. Mình sợ lắm. Thôi mà, Ân đừng sợ nữa. Rồi những kẻ đó sẽ bị bắt hết. Ba Ân với anh hai mình sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa đâu. Thôi, đừng có nhắc chuyện này nữa nha. Người của Ân run hết lên rồi kìa. Mình cũng nghĩ vậy. À, Ân nè. Sao Ân biết được mình với anh Kỳ là anh em? Thì nhờ tấm hình của ảnh ở trong nhà Lan đó. Mấy tấm hình đó mình với anh Kỳ chụp lúc còn nhỏ. Sao Ân nhận ra được? Vì mình đã gặp ảnh hồi nhỏ rồi, cho nên bây giờ nhìn tấm hình đó là mình nhận ra ngay. Hồi nhỏ mình hay bị ăn hiếp lắm, nhưng mà anh Kỳ luôn xuất hiện giúp đỡ mình. Anh còn nói khi nào mình gặp chuyện gì thì mình cứ khóc to lên thì anh sẽ xuất hiện giúp mình. Rồi mình nhớ có một lần mình băng qua đường gặp mẹ, anh cứu mình mà bị trật chân á. Khi mình thấy vết bớt trên chân của anh, trong một lần gặp lại, lúc anh cứu đứa bé, mình đã thấy vết bớt đó ở chân của anh. Mình nhận ra anh. Thấy vết bớt mà nhận ra, hay quá vậy. Lỡ đâu trùng hợp thì sao? Không, không, anh Kỳ luôn có sự khác biệt. Và sự khác biệt đó là anh luôn giúp người mà không cần đến một lời cảm ơn. Có lẽ do mình khóc nhiều quá nên mình gặp anh Kỳ. Anh Dũng đúng không? À, ở nhà thì Lan hay gọi ảnh là anh hai, riết rồi quen. Mà Ân nè, mình thật không ngờ Ân với anh Kỳ có duyên với nhau lắm á. Mình không biết là có duyên hay không có duyên nữa. Yên tâm đi, có duyên thì sẽ tới. Cứ nghe mình đi. Cảm ơn Lan. Từ từ, kêu hoài vậy. Làm gì mà đi rình người ta mà ồn ào quá.
có thấy gì không? Có, thấy bà đó. Đồ viên, già không bỏ nhỏ không tha cha nội. Chủ yếu là thấy có con Thư không? Không thấy gì hết trơn. Tôi nói thiệt nha, thấy nói làm gì? Nãy giờ nghe lời bà chạy theo ô tô đứt hơi luôn. Đứt hoài. Nè, nói đứt hoài của chừng cũng đứt thiệt cái nha ông nội. Bà đối tôi thấy sợ luôn á. Khu này vắng vẻ thấy ớn luôn. Ê, đừng có lợi dụng nghe. Ai thèm chứ. Trời ơi. Nhưng mà sao tao nghe mày nói tao thấy cũng ớn quá mày ơi. Tao thấy khu này cũng vắng quá. Thôi mà đừng có lợi dụng mà. Ai thèm. Thôi mình về đi bà. Cần gì mình báo công an, chứ đi tìm chi cho mắc công. Trời ơi, báo công an thì nói gì nữa. Đâu có bằng chứng gì đâu mà báo công an. Không có bằng chứng nó báo ngược lại còn chết nữa đó. Mà sao hồi đầu nhìn xa tao thấy cái thằng này lạ lạ ta. Sao nó lại bồng con Thư lên xe? Tao nhìn kỹ thì tao thấy nó quen quen. Để tao nhớ coi. À, đúng rồi, nó có đến khu nhà trọ nó tìm con Thư một lần rồi. Tôi cũng biết con Thư thì nó đang say, nhưng mà tôi lại sợ con Thư nó bị lợi dụng đó. Bởi vậy tôi mới kêu ông nè lấy xe đuổi theo đó. Nếu có lợi dụng á, con Thư nó mất, chứ bà có mất gì đâu mà lo. Nói tầm bậy không à, nói vậy mà nghe được à. Nó là người ở nhà trọ trong nhà tôi thì tôi phải có trách nhiệm với nó chứ. Với lại cái bọn đàn ông nè nó điệu cán dữ lắm. Tôi phải cần bảo vệ cho nó chứ. Tất cả cũng tại ông. Mang tiếng chạy xe ôm, tay lấy lụa, chạy như rùa bò lụa gì. Thôi nha, 80 km/h đó. Tôi chạy tôi còn run nữa, không dám mở mắt luôn á. Tôi nói cho bà biết nha, tôi cũng là đàn ông. Bà đừng có xúc phạm những người đàn ông chân chính như tôi nha. Tào lao, giờ không phải là lúc mình tranh cãi với nhau đâu. Mau đi tìm con Thư với tôi đi. Đi. Thôi dẹp dẹp, tôi đi về đây. Ê, ê. Bà thích thì đi tìm mình đi, tôi về. Trời ơi, đừng có nóng, để từ từ tìm. Ê, nè, đây nè, ông có thấy căn nhà đó không? Đó, đó. Có khi nào con Thư nó ở trong đó không ta? À, nhà này ghê quá ha. Nè bà, tôi hỏi bà có coi phim Ngôi Nhà Ma không? Lỡ trong đó không có con Thư mà có con ma thì sao? Ma cái gì mà sợ. Từ nãy giờ nè, tôi đang đi với quỷ nè, tôi còn chưa sợ. Đàn ông phải dũng cảm lên chứ. Cứ vô. Nói nghe, tôi nghĩ ông là đàn ông nên tôi nhường quyền cho ông vô trước á. Ông vô trước á, có đi không? Không, tôi không đi đâu. Không đi cũng phải đi cha nội. Ê, đi. Từ từ. Trời từ ơi từ bà. Cái bà đây. Từ từ. Nghĩa lớn. Chân té kìa. Lan à, mời mình về đi. Có gì á, nhờ Lan và dì chăm sóc anh Kỳ giùm mình nha. Bữa nào anh khỏe mình sẽ vô thăm. Ân cứ yên tâm về đi. Khi nào anh khỏe lại mình sẽ gọi cho Ân vào thăm. Anh hai đã có mẹ với mình rồi, đừng có lo nha. Có Lan và dì mình cũng yên tâm rồi. Thôi mình về nha. Lan vô với anh Kỳ đi. Lan chờ mình gửi lời hỏi thăm ảnh nha. Mình sẽ chuyển lời cho. Cảm ơn Ân nha. Mình đi. Chào Ân. Thư ơi Thư. Cô có ở trong đó không Thư? Thư? Thư ơi, con ở đâu vậy Thư? Thư ơi Thư. Con ở trong không Thư? Thư ơi. Thư ơi Thư. Thư ơi. Cô có ở trong đó không Thư? Con ở đâu vậy Thư? Thư ơi. Trời ơi. Nè bà. Sao? Sao tôi ớn quá à? Cái nhà giống nhà ma quá
Trời đất ơi, cứ nói ớn nó rung hoài à. Càng nói càng thêm rung thêm á cha nội. Có tôi với bà khùng điên mới vô đây á. Điên cái đầu ông á, điên cái gì mà điên. Nè, mà cái thằng đó, nếu tính ra nó là cái thằng nguy hiểm, nó bắt cóc con Thư. Cái thằng đó là cái thứ ghê gớm, mà nó bắt gặp tôi với ông rình mò kiểu này á hả. Trời đất ơi, chết nguy hiểm lắm ông ơi. Biết nó nguy hiểm vô đây làm gì nữa. Sao không báo công an đi? Cứ báo công an hoài. Nói là tôi nói vậy thôi, chứ biết có phải vậy không. Biết đâu nói với anh Thư là bạn thì sao. Ông đứng đó, để tôi gọi. Nếu tôi gọi, con Thư ở trong đó có thì nó sẽ lên tiếng. Còn nếu như nó không có thì nó sẽ không lên tiếng. Thư ơi, Thư ơi Thư, có gì nè con ơi. Mày lên tiếng giùm cho tao cái coi. Có lên tiếng nha Thư. Mày đừng có làm tao rung nha Thư. Trời, sao nó không lên tiếng gì trơn ha. Ha, chắc không ai ở đây hết. Nhìn là biết rồi, chỉ có tôi với bà ở đây thôi à. Ờ, đúng rồi đó. Nhà còn đang xây lỡ dở, có ai mà đến đây, đúng không? Chắc không có đâu. Mà thôi, biết đâu như bà nói á, nhiều khi thằng đó với con Thư là bồ bịch đó. Giờ này không chừng tôi nó vô hí đâu à. Vô hí? Nhìn cái mặt ông là tôi biết ông cũng khoái vô hí lắm. Ở đó mà vô hí, vô hí. Ờ, mà sao bà không gọi thử xem. Nếu nó ở đây chuông điện thoại sẽ reo. Ờ ha, đúng rồi. Lúc mà nó mới đi với thằng này á, tôi có điện mà nó không nghe. Thôi để tôi điện lại thử nha. Ông nội ơi, nó không có nghe máy gì hết trơn mà cũng không thấy gì. Sao giờ ta? Chắc không có nó rồi. Chắc là không có nó rồi. Lạ ta. Thôi đi bời, ngoài đây chỉ có tôi với bà không ai hết á. Thôi đi về. Trời, trời. Cái gì vậy? Ê, trời đất ơi, ông bà ơi, con lại nha. Con có lỗi gì đâu nghe. Con chỉ có lỗi là con rình mò tí xíu thôi à. Cũng vậy nha, bà này bà thuê tôi chở nha. Ê, trời ơi, đi. Ông nội ơi, nhanh. Ủa, anh về rồi đó hả? Anh đi đâu sáng giờ? Em có mua đồ ăn sáng rồi, mà em chờ anh không được cho nên em ăn trước rồi. Anh ăn cái gì em lắm? Thôi khỏi đi, anh no rồi. Dạ con nghe nè bác. Con đang ở đâu vậy? Dạ con đang trên đường về nhà nè. Cũng gần tới nhà rồi bác. Mà ba gọi con có việc gì không bác? Dạ con qua nhà bạn ôn bài đó bác. Mẹ con nói là con đi gấp. Ôn bài mà gấp vậy sao? Dạ tại bài này rất là quan trọng, cho nên là con phải qua nhà bạn con. Gấp lắm á bác. Con nói thật không nè, không được gạt ba đó nha. Con nói thiệt mà, tại cũng gần sắp sửa thi rồi cho nên là con hơi vội đó ba. Thôi được rồi, con về liền đi, ba mẹ đang đợi. Dạ.
Hồi sáng con Ân đi, có nói rõ với em đi đâu không? Dạ không. Hơi lạ đó. Nếu qua bàn lấy tài liệu ôn bài, phải nói rõ với em một tiếng để em yên tâm chứ. Đằng này thì nó lại đi gấp như vậy. À, nó có nói gì về thằng Kỳ không? Dạ không. Ủa, mà không phải là anh không cho hai đứa nó gặp nhau rồi sao? Cấm thì anh đã cấm rồi. Còn cái chuyện mà hẹn hò lén lút, làm sao anh biết được? Thôi được rồi, khi nào nó về anh phải hỏi kỹ chuyện này cho ra lẽ. Khương, lâu quá không gặp em, anh rất nhớ em. Sao tự nhiên anh bỏ đi mà không ở nhà em nữa? À, anh bận công việc bên ngoài. Có chuyện gì đến nỗi mà anh bỏ đi không từ biệt với em? Bộ anh giận em chuyện hôm bữa hả? Đâu, anh có bao giờ giận em đâu. Lúc nào anh cũng muốn bên cạnh em hết, chỉ là điều kiện không tiện thôi. Bộ có chuyện gì xảy ra giữa ba em và anh hay sao? À không. Ba em là một người anh rất tôn trọng. Sao lại có chuyện gì xảy ra chứ? Anh yêu em. Dừng lại. Ê, mắt của ông á, nhìn tỏ thằng tôi, nhìn coi có phải xe của thằng quỷ đó không? Mình vừa nói chứ ai. Thôi, trời đất ơi, lên xe đi. Ê, khoan đã, nói nghe nè. Nếu mình đi thưa công an được không? Mà mình thưa nói làm sao đây ta? Ê, nó đi rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Trời đất ơi, nhanh lên. Báo công an thì báo đại đi. Mình biết sao á, mình báo vậy. Mà chắc phải đợi một hai ngày xem sao đã. Không chừng tụi nó là bồ bịch với nhau, tụi nó hẹn nhau đi chơi á. Với ai chứ còn thư dám làm lắm. Đó là nghề của nó mà. Trời ơi, không phải vậy đâu. Tuy nó là tiếp viên karaoke, nhưng mà nó không có đến nỗi như vậy. Hay là mình cứ đi đại đi, chủ yếu là coi nó làm sao, biết đâu tìm được manh mối làm sao, đúng không? Đi, chạy nhanh lên. Trời ơi, chạy nhanh lên. Con bé này, nó nói nó về liền, mà bây giờ nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy về. Em cũng lo quá, không biết có chuyện gì không nữa. Anh à, hay có khi nào nó bị bể bánh xe không? Anh nói rồi, ra đường đi xa hơi cho nó an toàn. Suốt ngày đi xe máy hoài hả? Alo. Bà cho tôi hỏi, đây có phải là nhà ông Nguyễn Văn Danh không ạ? À? Dạ phải, có chuyện gì không anh? Chúng tôi vừa nhận được tin báo, có một chiếc xe đang dứt ở bãi trống. Chúng tôi truy số đăng ký thì được biết là do ông Danh đứng tên. Vậy xin mời ông Danh đến trụ sở công an phường 15 để giải quyết về chiếc xe này. Anh nói sao? Chiếc xe quăng ở bãi trống hả? Dạ, đúng vậy thưa chị. Vậy chị nhắn với ông Danh là lên phường để giải quyết gấp nha. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn. Chết rồi anh ơi. Chuyện gì? Công an nói là xe của con Ân bị quăng ở bãi trống, bây giờ kêu mình lên phường để giải quyết. Sao kỳ vậy? Anh vừa điện thoại cho con Ân, Ân nói nó về liền mà. Hay là nó đi với ai, nó bỏ xe lại? Anh gọi lại cho nó coi. Để anh gọi cho con.
Coi chừng nó phát hiện đó nha. Sao mà nó ngoái đầu lại hoài ta. Tới đó mà hỏi. Điên sao trời. Hỏi nó lỡ nó buôn phụ nữ chết tôi. Trời ơi, nó buôn phụ nữ chứ đâu buôn bà già đâu mà lo. Trời ơi, lo tiếp tục đi. Nói nghe nè, đừng có tào lao nữa. Tôi mà phát hiện nó vậy đó hả, tôi thưa công an liền luôn. Nó không bắt máy hả? Anh gọi lại nữa đi. Suki gì? Anh mới vừa gọi điện thoại chung đố, giờ gọi lại tắt máy rồi. Chết rồi. Bây giờ làm sao anh? Hay là nó qua nhà con Lan. Em có số con Lan không? Em gọi đi. Thôi, em với anh đi lên phường đi. Đi lên phường giải quyết anh. Không được. Bây giờ mình chỉ làm hai hướng đi. Anh tới công an, còn em tới bệnh viện chỗ mẹ con Lan làm để xem thử con Lan có đi chung với con Ân không. Vậy đi. Dạ. Ôi, dừng lại. Trời ơi, tôi biết rồi, đừng có nhéo nữa. Lùi lái. Chết cha nữa, nó phát hiện rồi. Nó phát hiện rồi hả? À, nó thấy mình rồi. Nhà hả? Rồi, tới nhà chị của chị rồi phải không? Nhà chị tôi với này nè. Đây, nhà chị này nè. Lan, con đưa Hồng Ân về rồi hả? Dạ, con đưa Ân về lâu rồi mẹ. Ừ. Dũng à, con đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Dạ không rồi mẹ. Cảm ơn em. Sức khỏe của con đang dần hồi phục lên, cho nên con đừng có làm cái gì để nó bị ảnh hưởng nha. Tốt nhất là phải để cho đầu óc mình nó được thoải mái, đừng có suy nghĩ gì nữa. Dạ. Nè cô ơi. Dạ cho cô hỏi thăm, cô thấy bác sĩ Thi đâu không cô? Cô tìm bác sĩ Thi hả? Dạ. Bác sĩ Thi đang ngồi ở khu bên kia kìa. Dạ, cảm ơn cô. Mẹ, con thấy Ân là một cô gái tốt. Con chào cô. Dạ. Chào chị, chào con. Cô chào cô. Chào chị, có chuyện gì mà chị hớt hải vậy? Tôi hỏi thăm về con gái tôi, con Hồng Ân đó. Lan à, nãy giờ con có thấy con Hồng Ân nhà bác không? Dạ có. Con tìm Ân về lâu rồi. Ủa, Ân chưa về nhà hả cô? Chưa nữa, cách đây khoảng hơn nửa tiếng á, chú có điện thoại cho nó. Nó nói đang trên đường về gần tới nhà rồi. Một lát sau điện thoại lại á thì không được. Mới tức thì đây á, công an gọi tới nhà cô, nói là thấy xe của Hồng Ân để bên đường á, mà không thấy ai ở đó hết. Hả? Cô nói sao? Vậy còn Ân đâu? Cô cũng không biết nữa. Bây giờ cô với chú đang chia nhau đi tìm nó, không biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa. Vậy cô có biết địa chỉ mà xe Ân bỏ lại không? Gần ngay nhà cô á. Mẹ à, nhờ mẹ gọi cho ba điều giùm con chó nghiệp vụ tới đó nha mẹ. Con đi trước tới đó đi. Anh hai, em có xe để em đưa anh hai đi. Để anh thay đồ nha. Dạ. Mẹ, mẹ nhắn với ba giùm nha. Thưa cô, con đi. Nè Dũng, Lan.
Anh Hùng hả? Thằng Dũng nó nói nhờ điều giùm nó một con chó nghiệp vụ tới. Để tôi nói cho. Dạ chào anh. Dạ tôi là mẹ của Hồng Ân ạ. Dạ chỗ xảy ra chuyện ở. Chúng tôi đã đưa xe về đây chờ giải quyết. Đây có đúng là xe của con gái ông không? Đúng là xe con gái tôi rồi. Cả anh tìm thấy xe nằm gần nhà tôi sao? Dạ không. Chiếc xe này đã bị vứt bỏ ngay tại phường mà chúng tôi quản lý. Quản lý con gái tôi đã bỏ xe lại rồi đi đâu không? Không, thưa ông. Tôi nghi có lẽ đây là một vụ mất tích thì phải. Nếu đúng vậy thì chúng tôi sẽ cho người đi tìm con gái của ông ngay. Hãy cung cấp cho chúng tôi về thông tin của con gái ông. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ là không có gì quan trọng đâu. Dạ. Vậy thì nếu có chuyện gì nghiêm trọng, ông cứ liên lạc với chúng tôi. Chào dạ, ông. Cảm ơn anh. Hoàng hả? Dạ, thưa ông hai. Ông có biết cái chỗ mà thằng Khương thường hay tới không? Dạ, chỗ nó giấu hàng hả ông hai? Đúng, đúng là nó dám làm chuyện lớn rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy ông hai? Đúng là chỗ đó rồi. Ngay bây giờ cậu tới chỗ đó ngay cho tôi. Dạ. Tao biết nó đang ở trỏng á. Biết hồi nãy á, tao đứng ở đó tao rình luôn. Đi tới đi lui mỗi cái chân muốn chết luôn vậy đó. Nè, bà đừng có ồn nha. Nó nghe thì chết đó. Cái gì? Ê. Ê. Trời đất ơi. Ủa? Hết hồn. Chị làm gì ở đây vậy hả? Ủa, kỳ hả? Mày biểu nó ngồi xuống coi, nó làm tao sợ quá vậy. Ngồi xuống. Mà nè, mày đi đâu đây? Con đi tìm một người bạn. Tìm bạn? Con tìm con Thư phải không? Không, con đi tìm ơn bạn của con. Vậy hả? Nè, hồi nãy á, dì thấy có một thằng đi vô trong đó đó. Khả nghi lắm con. Chính nó là cái thằng đưa con Thư đi đó. Hình như nó buôn bán phụ nữ hay sao á. Nè, con vô đó con coi thử coi. Con vô con coi có con nhỏ bạn mày ở trong đó không? Dạ, thôi con đi nha. Đi, lên. Đi. Vô, nè, vô. Làm nhiệm vụ đi. Đi. Ta ra. Nhanh. Mày bước tới tao bắn nó. Cẩn thận lên. Ân ơi. Lên. Lên. Hai đứa có sao không hả? Có sao không? Em không sao. Anh đừng có lo cho em. Anh hai, anh có sao không? Anh không sao. Tình cảm quá ha. Tụi bay làm tao xúc động đó. Nhưng tao nói cho tụi bay biết, không đứa nào được phép rời khỏi đây khi tao chưa cho phép. Con à, anh dừng tay lại đi. Tao không có tội.
Anh muốn nói gì thì nói với tôi. Anh hai, tại anh chảy nhiều máu quá kìa. Anh có sao không? Anh không sao. Anh kìa. Thì ra tụi bay là anh em với nhau. Bất ngờ quá. Tốt, tao cho tụi bay chết chung với nhau. Anh Khương, dừng tay lại đi mà. Anh Khương, sao anh lại hại? Cấm miệng. Cấm miệng đi. Tôi ghét cô. Tại sao cô phải lo lắng cho nó như vậy? Còn tôi thì cô không bao giờ lo lắng cho tôi hết. Mà cô biết, cô là người tôi yêu nhất đó. Khương à, dừng tay lại đi. Anh đang đi xe đường rồi đó. Mày cấm cái miệng chó của mày lại đi. Vì mày đó, mày đã lấy của tao tất cả. Người yêu của tao mày cũng lấy. Sự tin tưởng của tao ở trong nhà đó, mày cũng lấy hết. Mày lấy hết tất cả. Trong khi tao thì không có cái gì hết. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ đó sẽ thuộc về tao. Còn mày, mày sẽ chết. Mày đi chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chú ý, chuẩn bị triển khai. Đội một qua đó, đội hai qua đây. Các đồng chí còn lại theo tôi. Đó. Đi chết đi. Mọi người chạy đi, chạy đi. Mày ngon lắm. Mày dám bắt cóc con gái của tao à? Mày rõ ràng là muốn chết rồi. Là ông sao? Trời ơi, chuyện gì mà công an quá trời vậy ta? Chắc là có chuyện lớn rồi đó. Hình như là có bắn nhau trong đó đó. Trời ơi, gì vậy? Sao tôi lo quá à? Không biết có chuyện gì không nữa. Hai chị không vào được. Con tôi đang ở trong đó mà. Chúng tôi biết, chúng tôi được lệnh không cho bất cứ ai vào. Nhưng mà con tôi đang ở trong đó. Chị thông cảm. Con ơi. Thôi bình tĩnh đi chị, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Em có sao không Lan? Tại sao mày dám bắt cóc con Ân? Bao nhiêu công ơn tao đã giúp mày, bây giờ mày trả ơn tao vậy hả? Chính ông mới là người mau quên đó. Ông đã hứa trao con ông cho tôi, nhưng ông không làm được. Còn thằng Kỳ, ông còn tin tưởng và lo lắng cho nó nữa. Có bao nhiêu đó mà ông gạt tôi ra khỏi băng nhóm của ông? Tại sao vậy? Ông trả lời cho tôi biết đi. Tại sao vậy hả? Tao chưa từng thất hứa với mày vì chuyện có Ân. Mày tính phản lại tao? Mày dám làm như vậy? Tao đã từng tha cho mày. Mày là thằng không biết điều. Mày còn gây ra chuyện. Mày có muốn biết là tại sao tao bảo vệ cho thằng Mạnh Dũng? Vì Mạnh Dũng chính là con trai của tao. Hả? Cái gì? Ông nói sao? Ông nói sao? Hả? Ông đùa với tôi hả? Ông trùm giang hồ mà lại có một thằng con trai là công an sao? Đúng vậy. Vậy thì sao? Nó là con trai của tao. Tao phải tìm mọi cách để bảo vệ cho nó. Mày có hiểu không? Không thể nào. Anh hai, như vậy là sao hả anh hai? Tất cả đứng yên. Anh đã bị bắt. Ba, bỏ súng xuống. Cậu kia, bỏ dao xuống. Cường,
Thằng nào dám xông vô, tao cắt cổ con nhỏ này. Khương à, cô ấy không có tội, tha cho cô ấy đi. Khương, hãy dừng tay lại đi, nghe không? Dừng tay hả? Đến giờ phút này không có thằng nào ra lệnh cho tao. Nếu muốn nó chết thì nhào vô. Ê, này này nè, cậu hãy bình tĩnh, đừng manh động. Tôi cất súng đây. Ông, đá cái súng kia qua cho tôi. Mọi người đừng nghe lời hắn ta. Ý mày, muốn chết hả? Anh Cương, hãy làm theo lời cậu ấy đi. Nhanh lên. Khoan đó. Anh Hai. Anh Kỳ, cẩn thận. Mày bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Đừng làm hại cô ấy. Đừng mà. Đá súng qua đây. Anh Kỳ, đừng mà. Nhanh. Thằng kia, mày kêu tụi nó rút lui, nếu không tao bắn nát sau con này. Lui. Đừng, anh Cương. Anh đừng làm vậy mà. Dũng kìa, Dũng, 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 đừng cần. Anh Hai. Dũng. Lan. Thư. Đưa cô ấy đi cấp cứu mau lên. Dạ. Bình tĩnh. Ân ơi. Không sao đâu. Bình tĩnh con. Dũng nè, con có sao không? Để tôi. Bác sĩ ơi, có người bị thương rồi kìa. Đẩy cán cứu thương ra nhanh lên. Đỡ giùm tôi. Rồi, đỡ con đi. Ơi. Con ơi, Hồng Ân, con có bị sao không vậy? Nhanh lên, Hồng nhanh Ân. Lên. Nhanh lên. Cẩn thận nha. Con có sao không vậy? Con không sao mẹ. Chân con bị thương rồi hả? Dạ. Chuẩn bị, đỡ bệnh nhân lên xe. Dạ. 2, 3. Con không sao, chỉ ngoài da thôi. Lại đây, một người bị thương mẹ băng bó cho. Em lại kiểm tra đi. Dạ. Chị cẩn thận nha. Ngồi đi. Không sao đâu cô, chị chỉ bị vết thương ngoài da thôi à. Cô đừng có lo, cứ để con sơ cứu vết thương cho chị. Cảm ơn con, cô cũng là bác sĩ, để cô làm cho. Dạ. Trời ơi, cái con bé ngất xỉu vừa rồi á. Con bé đó hay tới tìm thằng Kỳ lắm. Ủa mà sao nó ở trong đó ta? Chị hỏi vậy sao tôi biết trả lời? Tôi đâu biết mấy đứa này. Tôi biết mỗi mệnh Thư à. Chẳng lẽ nó cũng bị bắt, rồi cũng bị bán hay sao á? Chị nói vậy nữa sao tôi biết trả lời? Ờ, nhưng mà con Thư đâu rồi? Sao không thấy nó ra vậy? Cấu, đối tượng đã bước ra, nhà đây không có thông tin. Không tôi bắn, chúng tôi buộc phải rút lui. Hãy báo tin lên bàn cho quân tin. Chúng tôi xin chờ chỉ thị của cấp trên. Báo cáo hết. Tất cả hãy nghe đây, không được đuổi theo, cứ để hắn tẩu thoát. Thông báo cho các đơn vị chờ hỗ trợ. Rõ. Và khoanh vùng lại, tuyệt đối không được để cô ấy bị nguy hiểm, nghe chưa? Báo cáo rõ. Ê, con Thư kìa, đúng là nó rồi. Ủa sao nó mềm nhũn như là con bún vậy ta? Chẳng lẽ nó bị gì hả ta? Hình như nó bị ngất xỉu á. Trời ơi, cái thằng chết tiệt này làm cho nó bị xỉu nè. Ủa sao mấy ông công an không bắt nó đi? Bình tĩnh, nó đang cầm súng á. Mấy anh công an á hình như chưa bắt được đâu. Coi chừng nó bắn Thư là chết luôn á. Trời ơi. Các đồng chí, theo lệnh thủ trưởng, tạm thời cho đối tượng đi. Chúng ta sẽ báo theo sau. Kế hoạch tạm thời thay đổi. Đội A và đội B tạm thời không được rời vị trí, chờ nghe lệnh. Rõ. Cô bị thương nặng rồi, hay là để ba? Không, không sao, cảm ơn. Dũng, con có sao không? Để ba đưa con đi băng bó, đi con. Dạ. Vừa rồi con mới bị thương, bị một lần nữa sẽ nguy hiểm lắm đó.
phải chuẩn bị. Sắp có việc cho cậu làm rồi đó. Dạ hiểu. À, đồng chí, vào đó thu dọn hiện trường tôi. Ủa, anh Lan. Dũng, anh hai. Em có sao không? Anh có sao? Hả? Ngồi xuống đi. Anh hai. Từ từ thôi. Để mẹ coi coi. Nè, băng cho con đi em. Anh chảy nhiều máu quá. Không sao đâu, đi ngoài da thôi à. À, chú Phong hả? Dạ. Vô đây. Dạ. Đây cha. Ừ. Nè, thấy chú vẫn còn phong độ quá chứ. Dạ. Trốn lệnh truy nã của bọn Mắt Xanh, chắc là chú khổ sở lắm phải không? Anh tiếc là không ở bên cạnh chú để giúp đỡ chú được. Đại ca đừng nói vậy. Chính em mới cảm thấy buồn khi không được ở bên cạnh hỗ trợ đại ca. Chúng ta bị chia cách nhau chỉ là tạm thời thôi. Hơn nữa, thời gian vừa qua anh có quá nhiều việc, cho nên là không hỏi thăm tình hình của chú được. Dạ. Đại ca lúc này ổn không? Làm ăn có được không? Có bị băng nhóm nào phá không? À, băng nhóm hả? Anh không biết nữa. Mà hình như là có. Ý anh là sao đây ca? Từ từ rồi anh giải thích cho chú hiểu. Dạ. Lâu quá rồi anh em mình không gặp nhau. Làm một ly cho nó đã. Em mời đại ca. Mời chú. Lần này anh gọi chú về đây là có hai việc. Việc gì đại ca? Anh nói đi. Thứ nhất là hãy khử con nhỏ đó một cách im thấm cho anh. Ủa, tại sao lại khử nó? Dù gì nó cũng là đàn em của Lão Thành, người đang cộng tác với anh mà. Vả lại trước đây nó cũng đã từng giúp chúng ta truy sát Tạc Quân. Đúng vậy. Nhưng mà nó cũng giống thằng Sài thôi, hết giá trị lợi dụng rồi. Chưa kể nó tuy được Lão Thành đưa qua giúp cho mình, nhưng thực chất nó được cài vô để phá hại anh. Cái vụ làm ăn vừa rồi bị bọn Mắt Xanh hốt, có thể là do Lão Thành gây ra. Ồ, không phải là sự công tác của anh với Lão Thành đang tốt sao? Đúng vậy. Nhưng mà từ khi tên đàn em của hắn bị hạ sát, nên hắn không còn muốn hợp tác với anh nữa. Do đó anh mới nhờ bàn tay của chú để khử con nhỏ này, xem như chặt đứt hai cánh tay của hắn ta. Lúc đó hắn ta muốn giở trò thì cũng chẳng làm được gì. Vậy đại ca muốn em phải làm sao? Hãy làm giống như một vụ chết đuối. Con bé đó đã ngắm thuốc mê của anh và đang nằm ngủ mê man ở trong đó. Chỉ cần chú chở nó ra mé sông, thả xuống dưới, vậy là xong. Ok, em sẽ làm theo ý của đại ca.
Còn việc thứ hai, hãy chuẩn bị thật kỹ. Khử Lão Thành. Hạ sát Lão Thành bằng cách nào? Anh mời hắn tới đây lấy cây lý do là bàn chuyện làm ăn. Hiện giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn nghi ngờ anh, nên hắn sẽ bị anh gài thôi. Lúc đó chú hãy xuất hiện và khử hắn một cách êm thấm. Anh sẽ lấy cái xác của hắn để dàn dựng thành vụ tai nạn. Cô có sao không? Cô ơi, cô có sao không? Có sao không cô? Có sao không cô? Có sao không? Kìa, cô tỉnh kìa. Bây giờ tôi đưa cô vô bệnh viện nha cô. Đưa bệnh viện đi, để không kẹo đó. Cô lên cô.